51. Yes. Các thầy cô khác thế nào ạ? À? Ai chúng ta cũng có một cái tuổi thơ đúng không? Chúng ta đều đã từng là vị thành niên đúng không ạ? Vâng. Thế thì Kim Dung cảm ơn tất cả các thầy các cô đã, cô Kiều này, rồi cô Phương Hồng này. Rồi. Kim Dung xin được bắt đầu ạ, bởi vì hôm nay là rất là nhiều điều, cả cả vị thành niên gái và vị thành niên trai, nên là nhiều nhiều thứ lắm. Vâng. Thế Hoan có hồi hộp không ạ? Dạ vâng. Hôm nay Kim Dung sẽ nói cả trẻ trai, cả trẻ gái. Trẻ Vâng. trai, trẻ Vâng. trẻ trâu nữa, trẻ trâu. Thưa các thầy các cô là để chúng ta nhớ lại tất cả những cái kỷ niệm mà chúng ta trước đây đã là vị thành niên, thì Kim Dung xin được nhắc lại một lời của một chuyên gia, là cũng là lãnh đạo của thế giới, đánh giá về tuổi vị thành niên. Bây giờ thì Kim Dung không nhớ được hết tên của chuyên gia, nhưng mà chuyên gia nói thế này: cái tuổi vị thành niên là cái tuổi mà bắt đầu chuyển từ cái giai đoạn mà trẻ nhỏ mà sang thành người lớn. Và cái tuổi vị thành niên niên này nó có rất là nhiều những cái thay đổi một cách rất là nhanh chóng, kể cả thể chất, kể cả tinh thần, về tâm sinh lý. Và đây là một cái giai đoạn vô cùng khó khăn, nhất là đối với cha mẹ và những người làm giáo dục ạ. Người ta mô tả rằng cái tuổi vị thành niên này, nếu như mà nó khó khăn đến mức độ mà nếu như mà cần phải đóng băng các cháu lại và sau đó là qua cái tuổi vị thành niên, mở 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 gọi là xả băng ra để cho các cháu trưởng thành, thì cũng phải làm. Tất nhiên là chúng ta không bao giờ để gọi là có thể đóng băng lại được, đúng không ạ? Thế thì bây giờ chúng ta hãy quay về cái tuổi vị thành niên của chúng ta để chúng ta nhìn nhận vấn đề vị thành niên. Vì chúng ta đã qua cái giai đoạn đó, chúng ta đã biết được nó có những cái gì thuận lợi, có những gì khó khăn. Để chúng ta giáo dục và chăm sóc bảo vệ vị thành niên. Cái tuổi vị thành niên ấy, thì kể cả cái trẻ trẻ trai và trẻ gái, thì Tổ chức Y tế Thế giới họ có những cái chương trình cho vị thành niên là từ 10 tuổi đến 25 tuổi. Chắc là các thầy các cô ngạc nhiên lắm đúng không ạ? Không biết là tại sao mà lại đến tận 25 tuổi. Bởi vì Kim Dung không có thời gian để giao tiếp với tất cả các thầy các cô, cho nên Kim Dung xin phép được nói luôn là tại sao mà các tổ chức quốc tế lớn làm về thanh thiếu niên họ lại 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 đưa ra những cái dự án mà nó dài hơi đến tận 25 tuổi. Thì thưa các thầy các cô là cái tuổi thì bị thành niên là nó bắt đầu rất là sớm. Ví dụ trong lớp của con gái của Kim Dung ấy, là có cháu là 9 tuổi đã hành kinh. Và cái cháu 9 tuổi hành kinh đó ấy, thì là cháu mà yêu sớm nhất trong số tất cả các bạn của tiểu học hồi đó, của cháu Quỳnh Trang. Cháu Quỳnh Trang thì lên lên lớp 5 thì mới hành kinh. Có nghĩa là cháu 10 tuổi thì cháu hành kinh. Thế hệ của Kim Dung thì là từ 12 đến 13, là rất sớm để con cán bộ ăn uống đầy đủ chất để... Và thế còn thời của mẹ Kim Dung là 19 tuổi mới hành kinh. Và mẹ Kim Dung lấy chồng xong rồi không biết tại sao mình đẻ ra con, bởi vì lúc đó mới hành kinh. Thiếu chất thì hành kinh nó sẽ chậm, kể cả trẻ trai và cả trẻ gái. Thế thì cái tuổi dậy thì được đánh dấu bằng là trai thì mộng tinh mà gái thì
hành kinh. Trai mộng tinh có nghĩa là gì? Là xuất tinh đầu tiên. Tự nhiên là một đêm sáng dậy đẹp trời, thấy quần mình ướt, và nó không phải như là đáy dầm mà nó lại có rất nhiều chất nhầy. Và nếu như không được giáo dục thì các cháu trai thấy rất là lo lắng, không hiểu là tại sao mình lại như thế. Và chắc chắn là cháu sẽ đi hỏi bạn cháu là ta không hiểu tại sao nhỉ, không biết là mày có thế không nhỉ, tự nhiên đêm qua ta lại đáy dầm, nhưng mà lại không phải là đáy dầm. Đại khái là các cháu nói chuyện với nhau và các cháu lại bắt đầu hỏi về nhau, và bắt đầu từ đó trở đi là cứ cứ một ít thời gian, hoặc là buổi sáng khi mà cháu cháu dậy, cháu muốn muốn tức là buồn giải, thì dương vật nó lại 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 cương cứng lên. Và cứ sau một cái thời gian thì nó lại lại có cái hiện tượng là phóng tinh. Nên tất nhiên là các cháu không có quan hệ tình dục thì những cái dấu hiệu ý thì nó ít hơn, cái nhu cầu của nó phải quan hệ tình dục nó ít hơn. Nhưng mà người lớn thì khi đã có quan hệ tình dục rồi, hay là những cái trẻ mà nó đã có quan hệ tình dục rồi, thì nó lại có nhu cầu phải phóng tinh. Kim Dung có một dịp nào đấy thì Kim Dung sẽ nói về về cái cơ quan sinh dục của nam và nữ. Tuy nhiên thì cái cơ quan sinh dục nam ấy thì nó có một cái túi tinh. Cứ sau một cái thời gian túi tinh nó đầy thì nó sẽ báo báo về trung ương, và trung ương lại báo là cái hiện tượng cường dương là nó lại 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 xuất hiện. Và có một cái dịp nào đấy thì Kim Dung sẽ nói về sức khỏe sinh sản vị thành niên một cách kỹ hơn, thì Kim Dung sẽ cho thầy cô xem những cái hình về về giải phẫu cơ quan sinh dục của nam và nữ. Và thế còn hôm trước đã nói về chăm sóc cơ quan sinh dục của nữ thì các thầy các cô biết rồi, tức là đến đến cái tuổi khoảng lớp 3 hoặc lớp 4 là bắt đầu chúng ta phải giới thiệu cho các em biết những cái hiện tượng này và cách mà giữ vệ sinh. Kim Dung thì nuôi hai đứa con, thì từ khi sinh ra cho đến lúc lớn thì ngày nào Kim Dung cũng tắm cho cháu. Và đối với trẻ trai thì rất là quan trọng khi mà sinh ra ấy, thì phải kiểm tra xem là có đủ hai bi hay không. Nếu mà không đủ hai bi thì bố mẹ và ông bà phải phải cho đi khám bác sĩ, bởi vì cái lạc của tinh hoàn ấy là nếu mà nó nằm lâu ở trong ổ bụng ấy, thì nó sẽ có khả năng là nó sẽ làm nóng, vì trong ổ bụng là luôn luôn 37 độ là hơi là cao so với cái việc mà giữ cho cái tinh hoàn nó có khả năng sinh ra tinh trùng. Cho nên là thường là người ta phải lấy ra ở cái lúc mà còn nhỏ là 1 đến 2 tuổi. Cháu của Kim Dung là cũng phải lấy một viên ra, và cũng bị lạc vào trong ổ bụng thì phải lấy được viên ra. Cho nên cái việc kiểm tra khi mà sinh các cháu là rất quan trọng. Và ở đây cháu của Kim Dung là nó cứ lúc lúc thì nó ở trên ổ bụng, lúc thì nó lại xuống. Thế nhưng mà để và giữ cho nó không thể lên được nữa thì trong ngành y ở trong các bệnh viện mà làm gọi là giải phẫu với những trường hợp này, cháu của Kim Dung thì làm ở Việt Đức, thì các bác sĩ nó có một cái để ở một cái khoa nhi, và các cháu bị lạc tinh hoàn hay là bị có vấn đề, ví dụ như bao quy đầu không tụt được xuống, thì họ sẽ làm ngay từ lúc còn nhỏ. Cái bao quy đầu cần phải tụt xuống bởi vì ở đấy nó lắng rất nhiều muối, cho nên là khi mà tắm ấy là phải tụt xuống. Và nếu như trong trường hợp không tụt được xuống thì can thiệp càng sớm càng tốt, lúc mà cháu vẫn còn bé mấy tháng tuổi ấy, là bệnh viện họ có thể làm được và để có thể tụt được xuống. Cái việc tụt xuống là rất quan trọng ở sau này khi mà cháu có gia đình, thì cái bao quy đầu là cái da ấy bọc
ngoài cái đầu 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 của dương vật ấy ạ, là khi mà nó tụt được xuống ấy thì thứ nhất ấy là cả các cháu có thể vệ sinh được, thứ hai nữa là khi mà cháu quan hệ tình dục thì cái gọi là cái cảm hứng khi mà quan hệ tình dục thì nó sẽ tốt hơn. Và nên là tất cả những cái điều đó là chúng ta phải 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 biết. Khi các cháu đi mẫu giáo, ở cái tuổi mẫu giáo là chúng ta cũng phải giáo dục cho các cháu là là biết biết nói với cô là mình nóng. Và lúc ấy, các cháu nhỏ thì chúng ta kiểm tra có mồ hôi hay không, thì chúng ta kiểm tra sau lưng, đúng không ạ? Sau lưng của trẻ. Và khi mà chúng ta thấy mà đằng sau lưng, sau gáy của trẻ mà nó có mồ hôi ấy, thì chúng ta phải bỏ bớt áo ra. Kim Dung thì luôn luôn là quan sát, là xem là con mình nó có bị mặc nhiều áo không, thì thường Kim Dung có hay hay mua áo di lê ấy. Và khi cháu mặc áo di lê và mùa đông thì cháu mặc áo ở bên trong là cái áo phông dài tay, và cháu có áo di lê, tốt nhất là di lê có cả cổ thấp và có cả cổ cao, thì nó giữ ấm được ngực cho cháu, nhưng mà nó có thể thoát hơi qua nách ấy. Và cái đó thì rất cần cho cả cả hai giới. Và dặn cháu là khi nóng thì nói với cô để cởi bớt ra, bởi vì nếu không thì trẻ sẽ bị ra nhiều mồ hôi và trẻ sẽ bị cảm lạnh do bị ngấm cái, vì cái mồ hôi nó ra xong rồi nó ướt áo và trẻ nó sẽ bị cảm lạnh do chính 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 là bị ra mồ hôi và ướt áo. Tất cả những cái điều gì mà chúng ta cần phải giáo dục cho trẻ thì nó xảy ra rất sớm. Một cái giai đoạn vàng là 1.000 ngày đầu đời ạ. Vâng, là cái giai đoạn mà từ khi sinh ra cho đến lúc cháu 3 tuổi là 365 ngày nhân với 3 đấy, làm gọi là 1.000 ngày đầu đời. Nhưng bây giờ khoa học thì lại tiến bộ hơn rất nhiều, là thời kỳ mà 9 tháng nằm trong bụng mẹ thì đã cần phải giáo dục, gọi là chương trình giáo dục thai giáo. Chúng ta cho những cho trẻ còn khi mà còn đang nằm ở trong bụng mẹ, thứ nhất là nghe nhạc thì cháu sẽ tĩnh tâm hơn, và khi mà cháu sinh ra thì cháu cái cảm nhận của cháu đối với âm nhạc nó sẽ tốt hơn. Thứ hai là cháu cái tâm cháu an hơn, và cháu không 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 đạp quá nhiều, và khi mà đạp quá nhiều thì mẹ rất mệt, nên là chúng ta thấy rằng là cái âm nhạc rất tốt. Cái thứ hai nữa là khi cháu sinh ra ấy, thì nên nên giáo dục cháu bằng những cái bài hát ru mà Kim Dung nói rằng là cái hát ru là rất cần cho những cái bà mẹ đang 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 có con sơ sinh, con còn nhỏ từ 1.000 ngày đầu đời ạ. Vì cái hát ru ấy, là cái lời của hát ru là những cái bài ca dao dân cả, gọi là những cái bài ca dao lục bát đấy, là rất là dễ 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 ru và dễ gọi là đưa 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 đến cho cháu những cái tình cảm yêu quê hương, yêu đất nước, yêu cha mẹ, yêu ông bà, yêu tất cả mọi người. Và thế thì cái hát ru là rất cần. Chúng ta muốn dành cho trẻ thì chúng ta nên là cho trẻ ăn, là chúng ta đừng có, tức là cả cái bài 30 nguyên tắc của người Nhật khi mà nuôi con, thì các thầy các cô hãy nhớ. Và cái đó là rất cần thiết đối với giáo dục trẻ. Đấy, là chúng ta nên không nên dùng iPhone, iPad để chúng ta dỗ trẻ ăn, hay là chúng ta dùng TV để dỗ trẻ ăn, mà hãy cho trẻ ngồi vào bàn. Đấy, và chúng ta bắt đầu dạy cho trẻ khi mà trẻ hơn 1 tuổi, trẻ có thể cầm được thìa, chúng ta hãy dạy trẻ cầm cầm thìa và ăn, để giúp cho trẻ làm quen với cái việc là ăn nhiều loại thức ăn. Thì chúng ta hãy
khi mà trẻ ăn thì lúc bé thì chúng ta lúc trước một tuổi thì chúng ta cho trẻ bón cho trẻ ăn, nhưng mà khi mà trẻ trẻ đã sau một tuổi rồi chúng ta hãy cho trẻ ngồi cùng với chúng ta để trẻ làm quen với những cái bữa ăn của gia đình và trẻ biết có thể gọi là bốc bải những cái món ăn ở ví dụ như là ăn rau, ví dụ như là ăn một chút thịt luộc, ăn một chút đậu phụ rồi ăn một chút cơm. Thế là trẻ nó làm quen với cái việc là nó ăn những cái vật to hơn cháo và nó sẽ cái đó nó sẽ giúp nó ăn là ngon hơn và nó không kén ăn và nó không sợ ăn. Trẻ bây giờ rất nhiều trẻ là rất sợ ăn và lúc nào cũng xua tay. Kim Dung có một người cháu và người cháu đó thì sau 5 năm là không chưa sinh được con và cũng có một lần sinh nhưng mà rồi lại không 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 giữ được, thế là lại 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 sẩy mất. Thế thì Kim Dung mới phát hiện ra rằng là khi mà các cháu ở chung với bố mẹ thì mà các cháu có vợ rồi thì các cháu rất là gọi là kẹt giữa giữa vợ và bố mẹ. Cho nên nếu có điều kiện thì chúng ta hãy tạo điều kiện cho các bạn trẻ chỉ ở ít lâu với cha mẹ thôi để gọi là nhập gia, để cho cháu biết được cái phong tục, để cho cháu được gần gũi, nhất là cháu dâu được gần gũi với nhà chồng và biết thế nào là mẹ thích gì, bố thích gì và mình cần phải phải thể hiện mình là một con dâu của gia đình như thế nào. Thì chúng ta chỉ nên là cho các cháu ở mấy tháng thôi, sau đó là cho cháu ở riêng. Thế còn nếu như trong trường hợp mà không có điều kiện thì chúng ta hãy cho con chúng ta ăn riêng, có nghĩa là chúng ta hãy buông ra. Tại sao phải như thế? Vì khi mà các cháu có gia đình, các cháu cũng muốn tự lực cánh sinh, các cháu cũng muốn được làm những cái điều mình muốn, và khi có gia đình rồi các cháu sẽ có ý thức hơn trong vấn đề công việc của mình, vấn đề kiếm tiền, vấn đề đối nhân xử thế, vấn đề tự lo cái hạnh phúc của gia đình mình. Thì các thầy các cô hãy tạo điều kiện để cho con mình được được độc lập và tự lo cái hạnh phúc của gia đình mình. Có thể tiền của hai cháu đủ để thuê nhà, hãy cho con mình thuê nhà, không vấn đề gì. Bởi vì giả sử như là thu nhập của các cháu, hai cháu là 50 triệu, thì việc thuê nhà 5-10 triệu cũng không có vấn đề gì. Và bây giờ xu thế là chúng ta hãy cho con ở riêng. Tất cả những cái giáo dục gì mà nó liên quan đến 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 gọi là thay đổi hành vi, chúng ta hãy làm trước 5 tuổi. Cho nên là Kim Dung nói rằng là bây giờ Bộ Giáo dục Đào tạo có một cái chương trình giáo dục trẻ trẻ 5 tuổi. Có thể là cái từ ngữ nó khác đi nhưng mà thời của Kim Dung là có hẳn một cái dự án rất lớn để giáo dục trẻ 5 tuổi. Vì sao về thế? Bởi vì từ cái bước ngoặt giữa giữa trường mầm non và trường tiểu học là hoàn toàn là một cái thay đổi vô cùng lớn. Kim Dung nhớ là con gái của Kim Dung đang học mẫu giáo, sau đó là đi học tiểu học. Trường mầm non của cháu là chỉ độ khoảng 30-40 em ở trong một lớp thôi, nhưng mà thường thường là ốm cũng không bao giờ đi đủ đâu ạ, và cũng chỉ độ khoảng 30 cháu trong lớp. Đấy, mà nếu bây giờ mà là trường quốc tế thì cháu của Kim Dung là chỉ có 20 cháu thôi. Đấy, và khoảng 15 cháu thôi, cho nên là giáo viên là họ rất là chú ý đến 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 từng cháu một để giáo dục những cái giáo dục những cái hành vi cho cháu. Thế thì khi mà trước 5 tuổi thì chúng ta hãy dạy trẻ là phải biết tự ăn này, biết tự tắm này, tự tắm. Cái con người Kim Dung hồi đó là chưa có vòi hoa sen ấy,
Cậu đầu ấy, Kim Dung dạy tắm là Kim Dung cho nước vào xô vừa phải rồi và có cái ca. Thế là Kim Dung dạy cháu là đầu tiên là rửa mặt này, đấy, múc nước này, mà gội đầu này, rửa xong rửa mặt này. Mà Kim Dung dạy cháu là dội nước lên đầu bình thường. Khi mà con dội này con nhắm mắt lại, rồi con gãi. Thế sau này có vòi hoa sen cháu tắm bình thường mà chúng ta phải dạy cháu cái cách đo nước đấy. Và nếu mà để cẩn thận tránh cho trẻ bỏng thì chúng ta loanh quanh ở đấy thì chúng ta giám sát thôi. Xong rồi cháu phải tập cho xà phòng lên đầu này, shampoo lên đầu này, rồi rồi cháu gội đầu trước này, rồi xong sau cháu tắm bằng xà phòng sau này, hoặc là nước nước sữa tắm này, thì tất cả những cái đó trẻ nó làm được ngay mà. Và thứ hai nữa là trẻ trước 5 tuổi trẻ hãy ngủ riêng thầy cô ơi. Vì trẻ nó trẻ nó hay tò mò lắm, cho nên là bố bố mẹ cứ đừng nghĩ là nó còn bé nha. Đấy, và chúng ta ở chung một cái giường và chúng ta có những cái việc làm của người lớn ấy là nó biết hết đấy, và cái đó nó cũng không không tốt cho trẻ, gây cái sự tò mò của trẻ sau này. Cho nên là khi mà chúng ta sinh hoạt tốt nhất là con chúng ta ở riêng. Và sau đó thì phải tập cho cháu này, trước lúc mà hai ba tuổi thì đi xe đạp ba bánh, đúng không ạ, bốn bốn bánh ạ, tức là có hai bánh chính rồi lại còn thêm hai cái bánh phụ để các cháu không đổ ấy. Và tôi cũng nhắc luôn là thầy cô là khi mà cho trẻ tập đi á, dùng cái xe tập đi á, là chỉ lúc mà các cháu còn nhỏ thôi, vì cái đó nó hay 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 là trẻ trẻ nó mãi là dễ bị lao ra đường lắm, hoặc là lao xuống xuống hè, hoặc là lao vào kính đấy. Tất cả những thứ hai nữa là cái xe đó ấy, là nó không tốt cho cái sự cho cái khớp ấy, khớp háng ấy ạ. Cho nên là chỉ cho cái cháu dùng khi mà chân các cháu còn với ạ. Chứ, chứ các cháu mà đã đặt được chân xuống rồi đi cái xe đó nó không tốt cho cái khớp háng. Cho nên là chúng ta giảm bớt cho cái sử dụng những cái xe xe tập đi ạ. Và Kim Dung cũng dặn là lúc mà trẻ bé thì bây giờ có cái kiểu như là đặt trẻ trên cái nôi á, cái giống như là cái nôi, và có một cái khung ấy ạ. Và các thầy cô nhớ là trẻ rất khi mà trẻ lớn mà biết lẫy rồi rất hay bị lật ấy. Và trẻ có thể ngã từ cái độ cao là mấy mấy phân mấy chục phân này xuống xuống cái sàn hoặc ấy là rất nguy hiểm. Cho nên là chúng ta những cái đó là chúng ta chỉ cho trẻ sử dụng trẻ khi mà rất là bé nữa, và chúng ta phải có cái kiểm soát được. Còn tốt nhất là còn cái dùng võng của các cụ ngày xưa thì lại 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 còn an toàn hơn ạ. Và để cho trẻ nằm trên võng trên nôi rất cũng rất là tốt để cho trẻ, để rèn cái tiền đình của trẻ, và trẻ có thể là đưa 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 lại. Và trên võng thì thường là mọi người hay hay dùng cái chiếu nhỏ ấy và đặt trẻ lên đấy, nhưng mà cũng phải chú ý để trẻ nó dễ bị lật, và chúng ta phải để ở cái độ cao nó vừa phải để khi mà trẻ nằm chẳng may nó bị lật thì nó không cao quá. Ngày xưa là có cái Kim Dung có cái trường hợp là nhà Kim Dung sắm một cái nôi. Lúc đó thì con của Kim Dung là độ khoảng 6 tháng rồi. Thì Kim Dung mới phát hiện ra là cái nhà mình mua ấy là nó có một cái móc để móc 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 quạt. Thế là Kim Dung mới mới treo cái nôi lên đấy. Thế nhưng mà cái dây nôi lại là cái dây vải ạ. Thế là dùng đi dùng lại là nó mòn ạ. Thế là một ngày đẹp trời, Kim Dung vừa đặt cái gối vào vào gáy gáy của con để cháu nằm cho nó ấy, thì Kim Dung ngồi ở dưới sàn và đưa cái nôi một cái, thế là cả cái nôi và cháu bay xi lô lên giường. Rất là may là Kim Dung lại đặt đặt cái gối ở dưới gáy cháu, là
Gối bông ngày xưa thì nó cũng dày như thế này, thế là may quá. Toàn 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 bộ cái đầu của cháu là táng lên cái thành giường. À, cái thành giường ở cuối giường thì nó thấp hơn cái đầu đầu giường. Và Kim Dung có một bài học là cái nôi để ấy cho trẻ là cái dây treo nôi phải là rất chắc chắn, không thể đứt được. Bởi vì một là trẻ nó nặng dần, hai là đưa đi đưa lại nó mòn và nó đứt. Đấy, thì rất là nguy hiểm cho trẻ. Bởi vì với cái độ cao, nếu mà nó bay ra sàn thì nó phải là cao hơn 1 mét xuống đất thì kinh khủng, không biết chuyện gì xảy ra. Vâng. À, khi trẻ đi học ấy, là bắt đầu đi học tiểu học ấy, à, tại sao Kim Dung phải nói tất cả những cái thứ mà nó phải xa, gọi là đón đầu trước tất cả khi các cháu vị thành niên. Khi cháu từ mầm non đi 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 lên trường tiểu học ấy, là thầy cô nên cho cháu đến thăm trường tiểu học và nói với cháu rằng là đấy, như lại như vậy là tháng 9 này con sẽ vào trường tiểu học này. Đấy, bố mẹ cho con biết được là trường tiểu học nó thích như thế nào. Thế và nhớ là nói những cái điều tuyệt vời của trường tiểu học để cho cháu bắt đầu cảm nhận được cái hồ hởi, cái hào hứng của cháu khi mà cháu lên tiểu học. Và khi học tiểu học thì cháu phải học 2 buổi trên ngày, rất là vất vả. Và trẻ trẻ nó quen ở trường mầm non rồi, à, nó chơi, nó múa, nó hát, rồi nó thích thì nó nằm, cô giáo cũng chẳng bảo sao, à, cô giáo cũng cho phép. Hay là à, khi ăn thì cháu cô giáo còn và các bạn còn hỗ trợ bón cho cháu, ví dụ thế. Nhưng đến tiểu học cũng ăn thì các bạn ăn hết, cô sức đâu mà bón cho 40 cháu. Cho nên là các thầy cô tất cả những cái đó là phải được gọi là giáo dục và hướng dẫn, rồi rồi cùng với giáo viên chủ nhiệm là kiên trì. Thứ hai là cháu sẽ sợ toilet ạ, vì toilet khai quá, trường mầm non dù sao chăng nữa thì đái bô hay là cái nơi đi giải ấy, là các cô còn ít học sinh, là các cô còn chăm dội nước này, các cô rồi giúp trẻ khi mà trẻ đi đại tiện, à, và tất cả các thứ thì trẻ nó quen rồi. Bây giờ đến trường tiểu học là phải tự lực hết, thì mình hãy giáo dục trẻ tất cả những cái đón đầu đó, bởi vì trẻ nó nhịn, nó không đi ngoài là lâu ngày và nó sợ toilet ấy, thì một là cái thận của nó sẽ dễ bị có sỏi, thứ hai nữa là cháu dễ bị táo bón, và cái táo bón đó thì thường xuyên xảy ra ở trường mầm non và trường trường tiểu học. À, táo bón ở đây nó còn liên quan đến vấn đề thiếu chất. À, khi trẻ bị thiếu chất có nghĩa là chúng ta phải cung cấp vitamin và khoáng chất cho trẻ. Và trẻ táo bón nhiều có nghĩa là thiếu magie, magie táo bón lắm. Và nên nếu như trong trường hợp mà các gia đình mà có trẻ còn nhỏ mà táo bón thì có thể nói với Kim Dung, thì Kim Dung có thể chỉ dẫn cho các thầy các cô cho trẻ uống gì thì để tránh cái táo bón. Kim Dung có 2 cháu nội đều rơi vào tình trạng là các cháu đi ngoài rất là khó khăn, cho nên là cũng phải dạy trẻ ăn rau và rồi uống nước cam, rồi uống sinh tố, ăn sữa chua, và để cái khuẩn lành tính đường ruột nó tốt hơn. Khi trẻ còn nhỏ, chúng ta hãy kể cho trẻ những câu chuyện, và chúng ta cũng nhớ rằng là không phải đứa đứa trẻ nào nó cũng có tất cả những cái điều tuyệt vời ngay, mà có thể rơi vào tình trạng là con của các gia đình là cũng có những cái khuyết tật, kể cả về về nó có những cái rối loạn hành vi bây giờ nhiều lắm, tự kỷ này, rồi tăng động giảm chú ý này, rồi trầm cảm này, nhiều lắm. Cho nên là chúng ta những trường hợp đó là chúng ta cũng phải có bác sĩ tư vấn về tâm lý cho chúng ta. Thế còn nếu như trẻ nó chỉ gọi là nhút nhát này, rồi nó hơi còi hơn các bạn này, có thể trẻ bị những cái khuyết tật như là sứt môi này, hở hàm ếch này,
tất cả những cái thứ đó chúng ta phải có những cái bài giáo dục cho trẻ. Kim Dung lấy ví dụ như này, hãy kể cho con của chúng ta nghe những cái câu chuyện mà trong giáo dục Kim Dung cũng nhiều lần kể lại cho các thầy các cô nghe. Kim Dung thử kể để cho các thầy các cô xem là chúng ta nhìn nhận vấn đề ấy ra sao nhé. Ví dụ như là cái câu chuyện cái bình sứt ạ. Và có một ông chủ hàng ngày đi lấy nước bằng hai cái bình, thì chẳng may một cái bình nó lại bị sứt, cho nên là trên đường về là nó cứ sánh hết nước ra, và một cái bình thì về nhà thì nước vẫn còn đầy ắp, nhưng cái bình sứt kia là nước nó sánh ra hết, chỉ còn lại một chút thôi. Thế là cái bình lành nó mới bảo cái bình sứt này: "Này, tao nói cho mày biết nha, cái loại mày ấy chả làm được cái tích sự gì đâu. Em mày xem này, đi lấy nước, ông chủ đi lấy nước về, tao thì đầy ắp cái này, mày thì rơi vãi hết." Thế là cái bình sứt nó buồn lắm, nó lúc nào nó cũng cảm giác là mình là vô ý thức. Thì đến một ngày nào đấy thì nó cái bình sứt nó nói với ông chủ: "Ông chủ ạ, con thì con rất là yêu ông, nhưng mà chắc con phải chào ông để con về đây, con không thể ở lại với ông được." "Và thế tại sao?" "Bởi vì con vô tích sự lắm. Con ông đón con đến đây để đi lấy nước, nhưng mà đến lúc về đến nhà thì đấy, cái thằng bình lành nó còn đầy áp, mà con thì rơi vãi hết." Ông chủ bảo: "Ôi sao con lại nghĩ thế? Con nhìn thấy cái phía bên 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 đường mà con đi qua không? Để vì vì con ta biết là con hay sánh nước, ta đã gieo hoa ở phía bên đó. Và bây giờ con nhìn xem, đường đầy hoa, đấy là công của con chứ. Con thấy không? Hoa. Và cho nên là tất cả những cái hoa mà cắm ở nhà này là từ con chứ. Ta tự hào về con lắm chứ." Thế và từ đó trở đi, cái bình sứt luôn luôn là vui vẻ, luôn luôn là tự hào là mình đã làm đẹp cho đời, là đã làm đẹp cho nhà ông chủ. Và một cái bài học nữa là chúng ta hãy khai thác ở những cái đứa trẻ nó chưa phải là hoàn hảo, chưa phải là lành lặn, chưa phải là mỹ mãn như là chúng ta mong muốn. Và tất cả những đứa trẻ đều là những cái thiên thần, và mỗi một cháu nó đều có những cái khả năng đặc biệt, hay là những cháu tự kỷ. Và thì có rất nhiều những chuyên gia đã giúp cho những trẻ tự kỷ trở thành một diễn viên xiếc. Cháu có thể tung hứng, cháu có thể giữ cân bằng, cháu có thể làm được tất cả những nhiều nhiều những cái và cháu đạt được nhiều giải trong những cái cuộc thi gọi là cho những trẻ khuyết tật. Đấy. Thế thì cái câu chuyện đó là chúng ta cũng nên kể cho trẻ nghe để trẻ biết. Thứ hai là những cái trẻ mà nó hay dễ làm tổn thương những người khác, thì nó có một câu chuyện như thế này. Người cha mới để ý rằng là người con là rất hay gây sự, rất hay làm tổn thương những người khác. Thì người cha mới nói này: "Thôi bị cha biết là tính con nó thế rồi. Thế thì bây giờ để con biết là cái và dần dần tu sửa, thì bây giờ cha yêu cầu con này, mỗi lần con làm tổn thương một người, con hãy lấy cái đinh đóng lên trên cái thân gỗ kia nhé." Câu chuyện này thì thường nó ở nước ngoài rất hay có những cái cây gỗ để làm hàng rào ạ. Và thế thì cứ mỗi lần con làm tổn thương ai đấy thì con lại đóng một cái đinh rất là nhanh thôi, thì trên thân gỗ đã đầy đinh rồi. Và một ngày nào đấy, người cha mới lại gọi con ra bảo: "Đố con xem, cứ mỗi ngày con lại đóng một hai cái đinh, có nghĩa là con lại làm tổn thương một hai người. Bây giờ con nghĩ đi,
con thấy có cái làm tổn thương người khác. Mình cứ tưởng là một hai người không có vấn đề gì, nhưng mà nhiều ngày nhiều người thì con thấy khủng khiếp không? Thế là người con mới bảo vâng ạ, thế bây giờ thì con phải làm gì? Người cha nói là bây giờ con bắt đầu làm những cái việc tốt. Mỗi một ngày con làm được một việc tốt cho một ai đấy thì con được phép nhổ một cái đinh. Thế là đứa trẻ hào hứng lắm, coi như tìm mọi cách để mà làm được nhiều việc tốt để nhổ nhổ được hết cái đám đinh kia lên. Sau khi nhổ được hết đinh thì người cha lại gọi con ra và nói rằng cha khen con là con đã làm được rất là nhiều việc tốt và tất cả các đinh đã được nhổ đi rồi. Nhưng con hãy nhìn xem cái nơi mà con nhổ đinh đi rồi nó vẫn còn còn có những cái lỗ để lại. Và con có nói với cha cái điều gì còn 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 lại hai ba cái đinh thì hỏi thế tại sao con không nhổ nốt? Thì người con nói rằng cha ơi, có một bạn đã đi xa, con không thể làm được tốt với bạn ấy được. Có một bạn thì đã mất, con cũng không thể làm được việc tốt với bạn ấy nữa. Và có một bạn bây giờ con không không biết tìm bạn ở đâu cả thì con cũng không nhổ được. Thế thì người cha nói rằng đấy con xem, khi mà mình làm tổn thương người khác mình có thể là khắc phục cái lỗi bằng cách là ta làm những cái điều gì tốt đối với người đó hoặc là đối với tất cả mọi người ấy. Tuy nhiên thì trong cuộc đời không phải hẳn như vậy. Cái mà chúng ta làm tổn thương người khác ấy, có thể là chúng ta xin lỗi, có thể chúng ta làm việc tốt với người đó, nhưng mà cái vết thương lòng đối với cái người đó, với cái người mà ta làm cái điều không tốt đó, nó vẫn còn, nó vẫn còn để lại trong lòng người ta, để lại trong trái tim người ta một cái nỗi đau, một cái nỗi khổ. Cho nên và có những người chúng ta không bao giờ có thể làm được cái điều tốt cho người ta nữa, bởi vì người ta đã không có ở trên đời này, hoặc là người ta đi xa xa mãi mãi, người ta không bao giờ gặp mình nữa, và người ta mang theo cái nỗi nỗi buồn đó, nỗi đau khổ đó mà mình đem lại. Đấy, cho nên là Phật nói rằng là chúng ta phải tu từ thân tâm khẩu ý. Vâng, cái khẩu, cái nghiệp khẩu là vô cùng là lớn. Chúng ta nói có thể nói được nhưng chúng ta không rút lại được. Và cho nên đừng, tốt nhất là trước khi nói chúng ta hãy suy nghĩ và đừng làm cho ai tổn thương. Chúng ta chỉ dùng những cái lời nói đẹp, khen và khích lệ, động viên và gọi là dùng khẩu thí phải không ạ? Vâng. Tôi dùng nhớ là trong cái bài của thầy Nhật Anh và của cô Huyền vẽ chì để luyện tâm thì nói rằng là chúng ta hãy hãy hãy, hãy bắt đầu từ 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 ý là phải khởi lên một cái ý tốt và làm được nhiều việc tốt để đem lại cái sự ấm áp, sự yêu thương, sự cho đi của chúng ta đối với mọi người, thì chúng ta hãy giúp, hãy dạy trẻ từ lúc nhỏ. Còn một điều nữa, trong giai đoạn tiểu học, nếu chúng ta muốn giáo dục trẻ một cách toàn diện để khi mà trẻ dậy thì trẻ là vị thành niên, trẻ trở thành một người rất là vững vàng, và thì chúng ta hãy cho trẻ học bơi. Học bơi là rèn nghị lực rất nhiều, học võ để tự bảo vệ lấy mình, khi nào thì ra đòn, khi nào không được ra đòn và không bao giờ được đánh người trước. Nếu nếu ai đó đánh chúng ta thì chúng ta phải bảo vệ, và muốn bảo vệ thì con chúng ta phải biết võ, không thì làm sao mà bảo vệ được. Và họ đấm vào mặt là mình phải né ngay, vì lấy tay mình phải chống lại đấy. Và mà Kim Dung rất là buồn khi mà rất nhiều cháu gái mà được tung lên clip ý, các bạn đánh mình như một con súc vật mà mình vẫn còn ngồi nguyên để cho người ta đánh, không có một kỹ năng tự bảo vệ mình, cái đó không được. Kim Dung cho con đi học
Kim Dung nói với con là nếu mà con cứ ngày nào con cũng thưa cô vài chục lần, cô không chịu đựng được. Cho nên là cháu thì mũm mĩm xinh xắn, cho nên là rất hay bị các anh các chị năm trên, nhất là giờ giải lao ra là hay trêu, thậm chí là các bạn hay hay gây sự với cháu và đánh cháu. Kim Dung nói như này: bây giờ không có mẹ, không có cô ở những chỗ đó, con phải tự bảo vệ lấy mình thôi. Nên con không được bao giờ đánh bạn chưa, nhưng nếu mà các bạn, các anh chị bạn này, nếu các anh chị quá lớn thì thôi, cái đó mình báo cáo cô. Nhưng mà nếu mà là bạn đồng vai phải lứa với con, nếu bạn đấm con trước, con được phép trả đấm trả bạn. Chỉ cần con mình đấm trả bạn thì lần sau không bao giờ bắt nạt. Và từ đó trở đi, Kim Dung không bao giờ phải can thiệp với việc là con mình bảo vệ mình nó như thế nào, nó tự phải bảo vệ mình. À, cái thứ hai, học bơi này, học võ này, rồi có thể cho cháu vào những cái câu lạc bộ hát, rồi nhảy nhảy dance sport ấy, rất rất là giúp cho đứa trẻ nó linh hoạt hơn. Thì tất cả những điều đó nên nên học và nhạc, và học một cái nhạc cụ nào đấy. Nếu nhà có điều kiện thì có thể mua cho các cháu một cái đàn ông để thay vì một cái piano. Thế còn nếu có piano thì tốt quá, còn không thì cháu đi lớp của câu của nhà văn hóa dành cho trẻ thì cũng có những cái lớp dạy đó và có dụng cụ. Thậm chí là chỉ cần cho cháu vào cái lớp sáo thôi. Kim Dung rất thích sáo ạ. Từ bé là Kim Dung thích sáo. Và khi mà Kim Dung nghe cái tiếng sáo, Kim Dung mê mẩn luôn. Đấy, từ bé. Và thế rồi những cái môn thể thao mà giúp cho con mình phát triển cái sự nhanh nhẹn thì Kim Dung cũng hay cho con học học bóng bàn. Và Kim Dung thời thời lúc nhỏ ấy, thì lớn lên ở khu tập thể của Học viện Quân y, thì bên bên học viện là có những cái bàn bóng bàn ấy. Thì lúc mà Kim Dung về ở với bố mẹ là từ lớp 6 đấy, thì đến lớp 8 là Kim Dung bắt đầu đi theo anh để học bóng bàn. Thì Kim Dung rất thích. Và sau này khi mà Kim Dung là sinh viên ở bên Nga ấy, là Kim Dung dự rất nhiều những cái giải cho sinh viên về bóng bàn. Và bây giờ rất nhiều công ty khi mà tuyển các bạn trẻ vào thì có thể hai bạn là về trình độ, về kỹ năng làm việc, về tất cả giao kỹ năng giao tiếp, tất cả là giống nhau, nhưng họ chỉ được phép chọn một người, thì họ sẽ chọn người có năng khiếu thể dục thể thao và thành công gì đó trong thể thao. Thế thì chúng ta hãy hãy tạo điều kiện, bởi vì trong trường phổ thông là có cái chương trình giáo gọi là giáo dục thể chất ấy ạ, là có cứ 4 năm là có một cái hội thi hội khỏe cô đồng. Và nên là mỗi một năm là lại có những cái thi ở dưới cơ sở, thì chúng ta nên 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 cho con chúng ta tham gia và có thể là cũng bắt đầu cọ sát để thi đấu. Và bây giờ là bóng đá của Việt Nam đã bắt đầu đào tạo từ nhỏ và những cái trường chuyên nghiệp để dạy cho trẻ những cái môn gọi là mũi nhọn của thể thao Việt Nam. Đấy, thì thưa các thầy các cô là đều bắt đầu từ từ lúc nhỏ. Khi đến trung học cơ sở thì chúng ta phải giáo dục cho con của chúng ta, người cháu của chúng ta và học trò của chúng ta về sức khỏe sinh sản vị thành niên. Và chúng ta phải nói cho các cháu biết là khi mà các cháu dậy thì có nghĩa là trai đã xuất tinh và gái thì đã có trứng rụng. Cho nên cái việc gần gũi các bạn khác giới là dẫn rất là dễ dẫn đến cái tình trạng là quan hệ tình dục ở tuổi vị thành niên. Ngoài ra thì các cháu còn tò mò thông qua là các cháu dùng sử dụng rất rất là dễ những cái clip sách ở trên 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 mạng. Và thế thì chúng ta có thể phải kiểm kiểm soát. Bây giờ là tất cả các nước cũng đã có những cái cảnh báo về vấn đề sử dụng internet của giới trẻ. Và tại gia đình thì chúng ta cho phép cháu là bao giờ mới được, khi nào thì mới dùng điện thoại. Rất nhiều gia đình là
cho cháu sử dụng đồng hồ là điện thoại để có thể gọi con được, nhưng cháu không thể xem, cháu không thể dùng được như là điện thoại, smartphone được. Cái đó cũng rất là tốt. Cái thứ hai nữa là phải nói cho cháu những cái mặt trái của công nghệ thông tin, tức là của cái sử dụng iPhone, iPad và Internet, để cho cháu biết là mình như thế nào là an toàn cho mình, như thế nào là tốt cho mình. Đấy. Thì có lẽ là có những cái chuyên gia mà chuyên sâu nghiên cứu về 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 công nghệ thông tin và những cái vấn đề Internet đối với giới trẻ, chúng ta sẽ đề nghị chỗ tiến sĩ Ngô Thị Lý sẽ đề cập mà sâu hơn và những cái ảnh hưởng sâu hơn. Nhưng Bộ Giáo dục Đào tạo thì có hẳn một cái dự án cai game nhé. Cai game. Và rất nhiều những đứa trẻ nghiện game là đến lúc lớn không thể sống sống bình thường được, mà luôn luôn là sống ảo. Kể cả lấy vợ rồi không không đi làm được. Các thầy các cô thấy nguy hiểm không? Đi 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 học thì không học được, và đi làm thì không làm được, vì sống ảo nó quen rồi. Đấy, cho nên là các thầy cô hãy 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 lưu tâm vấn đề tác hại của Internet. Rồi. Thứ hai nữa là trong nhà trường phải có những chương trình giáo dục sức khỏe vị thành niên, nói về vấn đề quan hệ tình dục ở tuổi vị thành niên và những vấn hậu quả của nó là gì. Có lẽ là phải có những cái buổi riêng để chúng ta nghe về vấn đề này, bởi vì nó rất là nó ảnh hưởng lên đứa trẻ rất nhiều. Tóm lại, khi khi mà trẻ có quan hệ tình dục mà không có bầu thì những cái tổn thương về mặt tinh thần và thể chất không có nhiều, bởi vì các cháu đồng tình cũng không có vấn đề gì lắm. Chỉ có ngại một điều như này, tức là cháu quan hệ với nhiều người thì có nghĩa là cái nguy cơ bệnh lây mắc cái bệnh lây qua đường tình dục rất cao. Thứ hai là, nhất là cháu gái, khi quan hệ tình dục ở tuổi vị thành niên rồi thì khi cháu có gia đình, nếu mà cháu lấy được một cái người tử tế, con nhà tử tế, thì họ lại hay bị rơi vào cái tình trạng họ họ quan niệm rất là nặng nề về vấn đề là trinh tiết. Nếu trong trường hợp con của họ phát hiện ra cả cháu gái không còn trinh tiết thì lập tức nhà nhà chồng lại có những cái cư xử rất rất là không không văn minh, tức là đuổi cháu ra khỏi nhà ví dụ như thế, rồi không coi cháu là không coi trọng cháu, rồi đối xử với cháu đấy. Thì bây giờ thì xã hội là cởi mở hơn, tiến bộ hơn, tuy nhiên chúng ta vẫn phải giáo dục cho trẻ gái những cái vấn đề mà khi mà người con gái mà kiểu gọi là buông thả trong cuộc sống. Và cái đó và Phật dạy rồi, nó cái điều là không giữ được giới ấy. Và cái nghiệp nặng lắm. Thế thì chúng ta có những cái buổi sau chúng ta bàn. Đối với trẻ vị thành niên còn một cái vấn đề ngoài cái sức khỏe sinh sản vị thành niên đó, thì còn có vấn đề đó là mental health, tức là sức khỏe tinh thần. Ở cái tuổi này các cháu về tâm sinh lý của các cháu là nó còn đang thay đổi rất nhiều. Các cháu thất vui, thất buồn. Các cháu có thích khám phá nhưng mà cả thèm lại chóng chán. Thích làm cái này làm cái khác, thích khởi nghiệp. Đầu tư bố mẹ dành cho bao nhiêu tiền vào được khởi nghiệp, cuối cùng vừa gặp khó khăn tí thôi luôn và bỏ đi những cái thứ vừa đầu tư bao nhiêu tiền của cha mẹ. Cho nên là chúng ta phải dạy cho trẻ cái kỹ năng ra quyết định. Đã quyết định đúng thì phải kiên định với những cái kỹ năng đó. Chúng ta nên khi mà trong gia đình hay trong lớp có những cái ở các học sinh của chúng ta là ở tuổi vị thành niên, chúng ta nên tổ chức những cái
thu hút các cháu bằng cách là những cái chương trình giáo dục kỹ năng sống cho trẻ. Vậy thì những cái trẻ mà chúng tôi quan sát là tất cả những cái trẻ mà gọi là cá biệt đấy, học sinh cá biệt đấy, thì các cháu tham gia vào trong cái hoạt động của kỹ năng sống rất là tích cực. Nhưng các cháu muốn muốn các bạn và muốn cô nhìn nhận mình một cách khác. Thế thì thông qua cái chương trình giáo dục kỹ năng sống đó, chúng ta có thể giúp cho những cháu học sinh cá biệt nó có thể quay lại. Và chúng ta có thể quan sát khi mà đứa trẻ ở tuổi vị thành niên ấy, là nó buồn. Thế thì chúng ta phải gặp riêng trẻ và hỏi là thêm sao mà con buồn, nhất là học sinh ấy, thì cho cả lớp về đi và chỉ nói nhẹ thôi là hôm nay cô có việc muốn muốn nhờ con ở lại cho cô gặp nhé. Thì để tránh cái việc là trẻ sợ, và hãy nói vào gần cuối buổi học, chứ đừng nói ngay đầu giờ học ấy, là trẻ nó sợ cả cái buổi hôm đó và nó không học được nữa. Và cô muốn nhờ con này tí nữa ở lại cô nhờ, thế là trẻ nó hào hứng rồi, ủa cô giáo mình lại có cái việc gì muốn nhờ mình, nhưng mà chính ra là mình tháo gỡ. Kim Dung cũng rất là thích cái câu chuyện là có một cháu học sinh tiểu học lớp 1, cô giáo khuê là một cái học sinh thông minh rất là nhanh nhẹn, nó giỏi tất cả các môn. Lớp 2, cô giáo lớp 2 cũng phê phê vào bảng là khen như vậy. Nhưng đến lớp 3 thì gia đình nhà cháu có sự cố là mẹ cháu mất, mẹ cháu ốm và mẹ cháu mất. Nhưng ở ở ở trường có thể họ không biết câu chuyện này ở đang là ở nước ngoài. Nhưng ở nông thôn thì tiểu học và trung học cơ sở là ở trên một cái địa bàn thì thường dân dân ở đấy họ biết chuyện có chuyện gì. Nhưng ở nước ngoài có thể cháu ở ở cái vùng nó không 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 ít người sống ở đó, nhưng không biết. Lớp 3 là cô giáo phê là không hiểu tại sao mà năm nay em lại học sa sút như thế. Cuối cùng là cô giáo đón nhận cháu là năm là lớp 4. Thì cháu cô vào lớp là cháu cứ nhìn ra ngoài cửa sổ và cháu cứ nhìn xa xăm, cháu không tập trung được vào học. Thế thì cô giáo bắt đầu quan sát và cô quyết định là phải đến đến gia đình để xem là có lý do gì không. Thế thì khi mà cô đến gia đình thì cô mới biết là mẹ cháu mất và bố bố cháu nhà đi bước nữa, cho nên là cháu là về ở với ông bà. Câu chuyện nó cũng na ná như thế thôi, và cháu rất là buồn và luôn luôn nhớ mẹ. Thế thì cô đi gặp riêng cháu và động viên cháu rằng là cô biết là cái việc mẹ con ốm, mẹ con mất là một cái tổn thất vô cùng lớn lao đối với con. Nhưng cô cũng xin hứa với con là cô giống như một người mẹ của con, và cô hứa với con là tất cả mọi việc, những gì mà con cần, cô sẽ giúp con. Thế thì hôm đó là sinh nhật cô giáo, thì cậu ấy mang cái lọ nước hoa giờ của mẹ và một cái vật gì đấy của mẹ mang đến, à cái vòng, cái vòng vòng tay để tặng cô. Thì cô bảo cô chưa bao giờ nhận được món quà mà nó lại tuyệt vời như vậy, và cô đeo vòng vào tay những cái lúc mà ngày lễ hay là ngày gì là cô đeo vòng, và hàng ngày là cô dùng cái nước hoa đó để cô xịt một chút lên. Mỗi lần cô đi qua cậu bé thì cậu bé lại bảo cô có cái mùi giống của mẹ em quá. Và cô bắt đầu quan sát và là cậu bắt đầu chú tâm học hơn và luôn luôn để cho cô vui, vì cậu hình dung là cô giống như người mẹ của cậu. Và rồi năm tháng lại trôi qua, sau khi cậu tốt nghiệp và trung học phổ thông thì cô lại nhận được một lá thư là cô ơi, cô là người mẹ tuyệt vời nhất. Cậu bé đó đã đỗ thủ khoa.
Và sau vài năm, cô lại nhận được một lá thư rằng là cậu đã tốt nghiệp đại học và trở thành một bác sĩ. Và sau vài năm nữa, cô lại nhận được một cái thư nói rằng cô em đã có người yêu, là em có công ăn việc làm, có người yêu và em quyết định là cưới cô gái này làm vợ. Em mong thương thật đấy, em mong ngày cưới. Ngày cưới của em có cô và cô sẽ ngồi vào vị trí mẹ em. Bố là vẫn còn đúng không ạ? Như vậy là thì ok đấy. Và cô sẽ, em chỉ mong rằng cô tặng em một cái việc là cô sẽ ngồi vào ghế của mẹ em và cô giáo, và cô giáo giữ lời, cô giáo đến và cô giáo lại đeo cái vòng đó. À, cô cảm giác là trong cuộc đời cô không phải là cô giáo dục chàng trai này mà chính chàng trai đó đã giáo dục cô. Một cái người thầy. Phải có tấm lòng bao dung. Phải yêu thương. Học trò của mình vô vừa bên. Câu chuyện này nó thức tỉnh Kim Dung rất nhiều, và trên Facebook Kim Dung chia sẻ rất nhiều và mọi người rất là những đồng nghiệp của Kim Dung rất là hoan hỉ, và tất cả đều phải soi lại mình qua cái câu chuyện này. Cho nên là Kim Dung, nếu mà trong cuộc đời mà Kim Dung gặp những cái đứa trẻ mà nó khó khăn, Kim Dung luôn luôn là mặc dù không còn làm ở môi trường giáo dục nữa, nhưng mà Kim Dung luôn luôn là nghĩ rằng là mình phải là người mà giúp đứa trẻ. Và có một cái câu chuyện cũng rất là cảm động. Kim Dung mới đi taxi, đấy là một cái công ty taxi mà nằm trong chi nhánh của chồng của Kim Dung. Thì có một hôm Kim Dung mới thấy một cậu lái xe, thì thường là ngồi đằng sau, Kim Dung không nhìn được mặt của người lái xe. Thế nhưng mà cháu lại ra mở cửa cho Kim Dung, là Kim Dung mới nhìn thấy cậu khôi ngô tuấn tú, cậu còn đeo cả kính cận. Thế ngồi lên trên xe thì Kim Dung nói rằng là ê, cháu tên gì nhỉ? Nó nói cháu tên là Toàn gì đấy. Bảo ôi, cô nhìn Toàn có vẻ không giống là lái xe taxi lắm. Cháu, cô nhìn thì có vẻ là cháu đã học đại học chưa? Nó nói là cháu học cao đẳng quận, cao đẳng nghề ở dưới Hưng Yên. Thế bảo thế tại sao cháu lại không không đi làm cái công việc mà cháu được đào tạo? Nó bảo tại vì cháu cần tiền để giúp cho em cháu học bách khoa, tức là em thì học đại học. À, thế bố mẹ thì làm gì? Bố mẹ là giáo viên tiểu học và giáo viên trung học cơ sở ở xã. Kim Dung hiểu ngay. Kim Dung đi nói này, thế bao giờ thì em cháu tốt nghiệp? Nó bảo em cháu chỉ còn đến tháng 6 này là tốt nghiệp, có nghĩa là lúc đó là đầu năm rồi. Thế Kim Dung nói, thế sau khi em tốt nghiệp thì cháu có muốn quay trở về làm đúng nghề của cháu không? Nó bảo có cô ạ, cháu thích lắm. Thế thì nhà cháu ở Bắc Ninh. Thế Kim Dung mới nói rằng là khi nào, bây giờ cháu lấy số của cô, khi nào cháu muốn quay về làm việc thì cháu bảo cô nhé. Thế là đến đến tháng 7 thì cháu báo là em cháu đã tốt nghiệp và cháu muốn quay trở về làm, không không đi lái taxi nữa. Thì Kim Dung mới viết một cái thư cho một cái bạn ở trên sở Bắc Ninh. Bạn ấy là hồi đấy bạn ấy chưa phải là trưởng phòng đâu, nhưng mà bạn này bạn rất nhiệt tình và bạn ấy là ngành dọc của Kim Dung về kỹ năng sống. Nên là bạn 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 ở sở thì bạn ấy rất là hiểu cái tính của Kim Dung rồi. Là khi mà Kim Dung muốn giúp người thì mình nên là, vì bạn dự nhiều cái buổi đào tạo của Kim Dung, thế là bạn ấy quyết định là bạn ấy giúp cho bạn này về làm trợ lý, trợ giảng cho một cái trường cao đẳng nghề ở Hải Dương. Sau này cái trường cao đẳng nghề lại nâng cấp lên trường đại học. Thế là Kim Dung lại nhận được một cái cú phone. Cô ơi cô, cháu học xong liên thông đại học rồi. Kim Dung bảo thì cô chúc mừng nhé, rồi tuyệt vời thế.
Thế vài năm Kim Dung lại nhận được một cú phone. Cô Dung ơi, cháu chúc mừng cô 20 tháng 11. Cháu thông báo với cô là cháu đã đỗ thạc sĩ và cháu đã trở thành giảng viên chính thức của trường đại học Bảo. Ôi, cô chúc mừng cháu nhé, tuyệt vời thế. Thế rồi một ngày đẹp trời, thì bảo cô Dung ơi, cháu đang đứng ở cổng bộ. Bảo thế à, thế hôm nay có việc gì đấy? Cô ơi, cháu muốn báo cáo với cô về bạn gái và người mà cháu sẽ chọn làm vợ. Cháu xin cô là nếu được cô dành mấy phút cô xuống dưới dưới cổng của bộ, cháu đưa người yêu cháu đến đây để chào cô. Thế là Kim Dung xuống chào hai bạn và Kim Dung và nói rằng là Kim Dung chúc mừng hai bạn ngày cưới của hai bạn, vì công việc của bộ nó bận nên Kim Dung cũng không không lấy được, nhưng mà Kim Dung cũng có mừng cho hai bạn. Rồi một ngày đẹp trời, Kim Dung lại nhận được một cú điện thoại. Thì Kim Dung không không bỏ điện thoại, cái số điện thoại tức là không thay đổi nhiều, mà Kim Dung chỉ có nhiều số lên thôi. Thế thì bạn lại gọi vào máy, bạn bảo cô Dung ơi, cháu thông báo với cô là cháu đã có con đầu lòng, cháu trai. Và cô Dung mừng lắm, cô chúc mừng nhé. Xong lại một ngày đẹp trời, cháu lại điện cho Kim Dung là cháu đã đỗ tiến sĩ. Các bạn có biết là Kim Dung nghĩ gì không? Có thể một cái nhân duyên nó rất là nhỏ trong cuộc đời của Kim Dung gặp một cháu lái xe taxi và Kim Dung trao cho cháu một cái nhân duyên là cháu được được làm những cái điều là chính cháu, và cháu đã thành công, và cái điều đó thật sự đối với Kim Dung thật là hạnh phúc. Và Kim Dung xin được dừng cái buổi nói chuyện ở đây bởi vì đã quá sắp quá hơn quá 7 phút rồi. Xin được cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của tất cả các thầy các cô và các bạn. Và các thầy các cô có cảm nhận gì không ạ? Hoặc là có điều gì muốn muốn chia sẻ cùng với Kim Dung không ạ? Và cô nhất là cảm ơn cô Dung rất nhiều. Cô thật hạnh phúc. Hạnh phúc lắm cô nhất ơi. Và trong cuộc đời, và Kim Dung cũng thật sự tự hào là Kim Dung có 10 có 12 cháu bên nội bên ngoại, nhưng 12 cháu đều được Kim Dung kèm cặp giúp đỡ, và các cháu đều học đỗ đại học rồi có công ăn việc làm, dựng vợ gả chồng, và bây giờ các cháu đều thành đạt đấy. Kim Dung luôn luôn nhắc mình rằng trước nhất là mình phải mình làm giáo dục thì mình phải làm được điều tốt nhất cho gia đình, chính gia đình lớn của mình, sau đó sẽ là đối với cộng đồng. Và thì đấy là những cái điều mà Kim Dung rất là tâm đắc trong cái giáo dục chăm sóc và bảo vệ thanh niên vị thành niên. Và Kim Dung cũng cũng nói với các thầy cô là trong quá trình công tác ở bộ ấy, hai đứa con của Kim Dung luôn luôn đi công tác với Kim Dung khi về hè. Đấy là xâm nhập thực tế, đấy là để cho các con của mình nó biết được công việc của mình, nó biết được cái sự khó khăn của mình, và nó tôn trọng khi mỗi lần mình đi công tác nó không phải là gánh nặng. Và Kim Dung cũng rất là biết ơn trời Phật ấy, là cho Kim Dung là một cô con gái sinh theo ý muốn. Đấy, cho nên Kim Dung nói rằng bạn nào mà cần cần gái cần trai báo Dung nha, Dung biết hết bí quyết mà. Thì con gái là năm nay đã 30 tuổi, đã có gia đình, và tháng 3 này tức là hôm nay tháng 3 thì mẹ mẹ cháu là sinh mùng 5 tháng 3, Kim Dung là 17 tháng 3, và cháu của Kim Dung, cháu ngoại của Kim Dung cũng sẽ sinh vào tháng 3. Và Kim Dung rất biết là ấy, và con gái của Kim Dung là bác sĩ tâm lý trẻ em, thạc sĩ học ở Hà Lan về, và cháu giúp được rất nhiều những cái trẻ bị rối loạn hành vi. Nhưng mà bây giờ thì cháu theo chồng thì cháu vào sống ở trong Đà Nẵng, cho nên là sắp tới thì Kim Dung cũng sẽ phải vào hỗ trợ khoảng một ít thời gian để hỗ trợ con gái. Và Kim Dung, con trai của Kim Dung cũng vậy, đi công tác với Kim Dung nó hiểu ra được nhiều điều lắm, nó biết mỗi lần mẹ đi là vất vả, mẹ đi là như nào. Và cháu luôn luôn là sẵn sàng chia sẻ với mẹ
tôi việc nhà để cho mẹ đỡ vất vả. Và mỗi lần Kim Dung đi vắng là cháu cùng với bố là chăm sóc em, yêu thương em. Đấy, và bây giờ con trai đầu lòng của Kim Dung đã là tổng giám đốc, rất rất là giỏi giang. Cháu thì học đại học ở Úc về, nên là cháu làm việc ở một phụ trách những cái đại lý Tota của chỗ công ty của chồng Kim Dung ở phía Bắc, thì cháu làm rất là tốt và nói tiếng Anh là thành thạo, giao tiếp với tất cả các khách quốc tế mà hợp tác với Tota và với Fox rất là thuận lợi. Thì cho nên là Kim Dung là biết rằng là tất cả những cái điều đó phải được gieo từ lúc nhỏ, và tiếng Anh của cháu, hai cháu đều rất là thông thạo. Vâng. Xin cảm ơn tất cả các thầy các cô và các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta dừng ở đây được không ạ? Nếu không có ai có ý kiến, có ai có ý kiến gì không ạ? Rồi, Kim Phương xin Cô Dung quá. Dạ. được. Dạ. Ai đây ạ? Kiều ạ. À, cô Kiều ạ. Vâng, xin mời cô Kiều ạ. Em nói là yêu cô Dung quá. Vâng, Kim Dung cũng rất là biết ơn đấy, biết ơn Đảng và Chính phủ cho Kim Dung học rất nhiều, và Kim Dung biết ơn cái nhân duyên là trời Phật đã cho Kim Dung làm ở ở ở ngành giáo dục, và Kim Dung được cống hiến, cho đến bây giờ Kim Dung vẫn muốn cống hiến. Và ngoài cái sứ mệnh là thầy thuốc thì Kim Dung rất là muốn tham gia vào các chương trình giáo dục, chăm sóc và bảo vệ trẻ em. Xin được cảm ơn tất cả những cái tấm lòng của tất cả những thầy cô, và rất mong là những cái tình yêu thương này, những cái sứ mệnh này sẽ được lan tỏa, và tất cả các thầy cô sẽ thành công trong giáo dục, chăm sóc và bảo vệ học sinh của chúng ta. Xin cảm ơn cô Mỹ Lê. Cô Mỹ Lê ghi chép được kỹ lắm. Vâng, tuyệt vời, tuyệt vời. Bởi vì cô Mỹ Lê ghi lại để cô Mỹ Lê lan tỏa cho những người cần thiết, và hiện tại cô Mỹ Lê mong muốn rằng mình cũng trở thành một giáo viên bất đắc dĩ mọi lúc mọi nơi. Cho nên đó là cô Mi Lê muốn là gom những cái kinh nghiệm của đời, của người, của bạn bè, để Mi Lê làm cái hành trang bước tiếp chặng đường còn lại. Dạ. Dạ, cảm ơn cô Kim Dung rất Dạ. nhiều, Kim Dung trên hứa cả là tuyệt vẫn vời. còn rất nhiều những cái nội dung liên quan đến giáo dục, chăm sóc và bảo vệ trẻ vị thành niên. Kim Dung sẽ chia sẻ ở các buổi sau để Trên cả tuyệt vời. Kim Dung cảm ơn tất cả các thầy các cô. Bây giờ thì Kim Dung phải xin phép là Kim Dung phải rời Zoom, bởi vì sáng nay là có cái buổi đào tạo Kim Dung phải tham gia ở đó. Xong buổi chiều là Kim Dung có một cái chương trình thăm thăm mà một cái trại dưỡng lão ở trên Sóc Sơn. Đấy, công việc cũng khá nhiều. Kim Dung cũng rất quan tâm đến người già, và Kim Dung cũng muốn là được mời lên đó để hỗ trợ cái việc mà chăm sóc các cụ ở ở trại dưỡng lão, nên là có một dịp Kim Dung lại lại chia sẻ được không ạ? Hãy nhớ bảo trọng nha. Hãy nhớ bảo trọng nha. Cảm Rồi. ơn cả Cảm nhà, ơn cảm cô ơn tất Dung cả nhiều các thầy các ạ. cô. Lời hứa ghi trong tim mình vẫn
bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao, mà con tim ta đã nguyện cùng nhau vai vai để vinh quang đã chia sẻ cùng nhau. Ngày đó sẽ không xa rồi, và chúng ta là người chiến thắng, và ta biết sâu lắm thang gầy treo leo. Trời rực sáng trên cao vời, ban sương sâu huy hoàng khắp muôn nơi, cài vinh quang lên vai những người chiến thắng, khoảnh khắc ghi trong